360.360 euro hay là túi gì? Không, bác sĩ nói là túi nào cũng được. Ừ, thì bây giờ mình chọn túi gì, để cái gì có túi thì bác sẽ gọi mình lên. Em thấy có em muốn không biết nữa, em thấy cái em thấy nhiều chị làm cái nano không chip á, thấy cái form ngực nó đẹp quá, mà lát bác Thì coi lại giùm em nói chung coi là nha. vậy nè, cái form ngực đó thường mình đặt cái túi gì nó cũng thay đổi có chút chút đó, nhưng mà cái ergonomics thì nó Nó đẹp chất lượng nó hơn, tốt hơn, tốt hơn. có bảo hành bao sơ nữa, còn mấy cái kia thì nó không có bảo hành bao sơ. Là bảo hành lo sơ là hãng nó bảo hành chứ không phải là bác bảo hành nha. Thì đương nhiên thí dụ như mình có điều kiện thì làm cái rồi không phải bàn rồi À, cái đó là cái phơm nó cũng đẹp giống như cái không chiếc luôn đúng không? đẹp hơn chứ, cái phơm đẹp hơn nhiều nha. Hôm bữa bác tư vấn em là 360 mà đi đường quần á, bây giờ em muốn thu đầu ti luôn được không? Quần là treo thu quần hay là đi nửa quần? Nếu mà treo thu quần xung quanh đó thì bác để thời gian sau bác mới thu ti, tại vì mình treo xung quanh quần mình cắt như mạch máu nuôi về cái quần ôi cái đầu ti nó ít rồi thì mình thu lần nữa thì sợ nó có một tỷ lệ rất Tại bữa bác nó nhỏ không thôi. có treo, bác nói mình chỉ làm cái đường 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 quần thôi. Nửa quần trên thì được nha, nửa Thì quần trên bác coi giùm em. rồi ok. Rồi khối mình 360 là nó có nhỏ không? Sợ mốt nó gom lại nó nhỏ không? À, bác nói nè, cái túi thì nó không bao giờ nó nhỏ lại, nó cũng không có lớn hơn, chỉ có cái mô ngực của mình lúc mới đặt vô nó sưng, rồi sau đó khoảng tháng 2 tháng thì nó ổn định, nó sẽ trở về, là chút nữa mình sẽ ốm túi vô là cái túi của mình nè, còn cái mô ngực chưa viêm nè thì đặt vô mai mốt nó sẽ giống như vậy. Còn cái chuyện mà nó teo nữa nó là thời gian sau về già, càng về già thì cái mô tuyến mình nó thoái hóa thành mô mỡ, nó teo lại. Tại em thấy nhiều chị nói là nhích lên một size, em Thì nói đó sợ chắc mai mốt nó bự lắm. nè, ba nói nè, nhiều khi những người mà không có mô tuyến gì hết trơn cứ trừ hao thì nó đâu có gì đâu để mà nó teo nữa, là thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu có mô tuyến mà đợi nó teo á thì mình đập mạnh quá là chưa kịp teo là nó đã xệ mất tiêu rồi nha. Rồi bây giờ mình vô trong này, có gì bác khám lại nha. Ok.